Rồi, hello, chào các bạn đã quay lại cái kênh của mình. Mình là Ba Báo. Hôm nay mình cũng đi hốt ong mà gần nhà các bạn. Đây có ổ ong nó đóng trong này nè. Đóng trong cái dừa này nè. Bọng than à, mà nó cũng mục rồi. Cây thì cũng không có trái gì mấy. Nó le que. Đây cũng nhà của bác Bảy mình. Thì để mình sẽ quay cái camera trong đó cho các bạn xem cái tổ ong nha. Đây. Mình sẽ mời các bạn xem nó, bạn thấy tổ ong nó đóng tròn vo, cục khá bự nha các bạn. Tổ ong này khá im mà. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ hốt, mình sẽ xông khói nó. Này đi hốt này có vũ nha các bạn, có vũ báo nha các bạn. Vũ báo cũng tính học nghề à. À, Vũ Báo cũng tính học nghề nuôi ong đó các bạn, mà kêu hốt thì không dám hốt nha các bạn. Rồi để mình hốt, mình sẽ thị phạm cho Vũ xem luôn. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu xông nhang nha các bạn. Mình để dây đi, nó tiện hù hù trong rồi đó. Bà nghe gì không? Đây. Đây. Dở cái này ra cái anh một quá. Rồi nó bay kìa. Yeah, mình dễ dàng thấy được rồi. Bây giờ mình mới xong nha các bạn. Đây. Được 5 tầng nha. Thì mình mới xong nó đang đeo đây một cục nè. Nó đã đeo đây một cục sẵn rồi. Rồi mình đây mình sẽ một xíu mình sẽ xử lý nó. Bây giờ mình sẽ lấy cái này, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn lấy cái dạ tàn ong nha. Lắc đây rồi lấy nè. Trước cái đã, hiện tại thì nó đang đu ở đây một cục, nếu mà để đu đây cũng được, cũng không sao. Mình sẽ đưa nó nha, nó sẽ lên đồn đồn cái tên leo lên leo lên leo lên, đúng rồi. Mình sẽ hớt nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Nó vụ thế làm không nhẹ nhàng không, mình làm nhẹ nó không có quạo, nó không đau là nó không quạo. Vũ hay bò lên chưa, là bắt đầu những con dưới sẽ bò lên theo, là những con dưới bắt đầu bò lên theo. Bây giờ đó nè, lên nè, lên nè, lên, thấy chưa đó, nó sẽ bò lên đó, mình sẽ treo lên trên rồi mình sẽ tiến hành, mình sẽ lấy tiếp để nằm dưới này sẽ bị khói, khói nó qua bên đây. Bây giờ mình chỉ Vũ rồi, mình làm ngay chỗ cái cửa này ra vô nè các bạn. Bây giờ nó đã bò lên được bao nhiêu đây, mình đã vớt được lên bao nhiêu đó. Đây cũng khá là đông. Mình sẽ treo nó lên cao xíu. Đây này mình sẽ xông khói cho nó bị sợ khói. Treo lên cái cây này nó cao, nó sẽ vô đây. Lấy nhang quơ này cho nó lên đây đi, cho nó lên trên hết đi. Quơ đây nó sẽ bay lên trên đó các bạn. Thank you.
tiếp tục mình sẽ lắp bằng cái góc này đó. Lấy ra ngoài cũng có mặt nhưng mà chút xíu à. Rồi rồi. Đầu này nó cũng ra ngoài mất hết. Nó còn đeo một cục này để còn có chúa mà. Xíu mặt. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý cho cái những cái ông này nó ra ngoài để vô nó, mình sẽ nuôi chúa nha các bạn. Mình mới thấy con chúa này mà các bạn. Để đi ngang như con này. Nó nấp đây bởi nó bu đây một cục. Nó nằm trong cục này nè, rất của chồng như này. Đi ngang vào trong cái nó dội ra. Ờ đúng rồi, hay quá Dũng. Chú nằm rồi. Vinh. Vũ hay nè, Vũ nhìn biết liền. Đúng rồi. Này, các bạn thấy chú à. Mấy cái ổ mà nó ra ngoài cái gì nè, dễ hốt lắm. Nó ra đuôn cục nùi. Đấy, một em. Chui lên. Đó, mình sẽ bóp, ý, chui ra ngoài mày. Đó, mình sẽ bóp cái lò xo lại. Thế là xong một ổ nha các bạn. Bây giờ để mình cho quân nó ra, mình xử lý quân nó ra cho lên nón. Nè, quân ta là im ru nè, ổ nó rất là hiền luôn. Thấy ổ hiền không vô? Anh nói ổ hiền luôn, hiền khô. Mình sẽ máng chú lên đây nha các bạn. Đó là thành công rồi đó. Mày ổ quá đẹp. Mày ổ quá đẹp các bạn ơi. Rồi, giờ mình để mình xử lý. Xong, mình sẽ tấm về. Rồi, như vậy là đại công cáo thành. Mình với Vũ chào cả nhà. Đại công cáo thành. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà cái clip sau nha.